sau khi tổng bí thư nguyễn phú trọng mất trung quốc đã làm điều này sự ra đi của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong chính khách bạn bè quốc tế lãnh đạo các quốc gia tổ chức quốc tế các chính đảng chính trị trên thế giới đã gửi thư điện lời chia buồn với đảng nhà nước nhân dân việt nam đặc biệt trung quốc là quốc gia đã có những động thái đầu tiên và làm việc này hết sức ý nghĩa vậy sau khi tổng bí thư nguyễn phú trọng mất trung quốc đã làm điều gì tại sao họ lại thực hiện nhanh đến thế Hãy cùng chúng tôi giải mã ngay sau đây. Trung Quốc đã làm điều này sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chiều 20 tháng 7 tại Bắc Kinh, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đặc biệt, ông đã cúi đầu ba lần bày tỏ sự kính trọng đối với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 7, theo giờ Bắc Kinh, tức 15 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Sau một ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nghiêng mình trước di ảnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi vào sổ tang những dòng cảm xúc nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân hơn 10 năm qua. Tới dự lễ viếng còn có các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc gồm Thái Kỳ, Vương Nghị và một số người khác. Đồng chí Tập Cận Bình khẳng định, hơn 10 năm qua, tôi và đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc mật thiết đã kết nên tình đồng chí nồng đậm. Sự kiện mang ý nghĩa cột mốc là năm ngoái, chúng tôi cùng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khiến chúng tôi mất đi một đồng chí thúc đẩy quan hệ Trung Quốc Việt Nam và đồng hành trong sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, khiến tôi vô cùng thương tiếc. Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự đóng góp kiệt xuất của đồng chí Nguyễn Phú Trọng dành cho quan hệ hai Đảng, hai nước và sự nghiệp phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới ngoài ra còn có vòng hoa của trung ương đảng cộng sản trung quốc nhân đại toàn quốc trung quốc chính phủ chính hiệp toàn quốc trung quốc quân ủy trung ương và ban liên lạc đối ngoại trung ương bộ ngoại giao bộ quốc phòng chính quyền thủ đô bắc kinh đoàn thể nhân dân liên quan gửi đến tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tiến đến và dừng chân mặc niệm trước di ảnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng ông cúi người ba lần trước di ảnh và ghi sổ tang theo tân hoa xã của trung quốc tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình ghi dòng chữ trong sổ tang vô cùng thương tiếc đồng chí nguyễn phú trọng lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân việt nam người bạn vĩ đại của nhân dân trung quốc ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc kiên định ủng hộ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đoàn kết lãnh đạo nhân dân việt nam vững bước trên con đường phát triển của mình đảng nhà nước và nhân dân trung quốc trước sau như một ủng hộ và tin tưởng sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội của việt nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trung quốc sẵn sàng cùng việt nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi điện chia buồn tới Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trong những giờ đầu tiên đã thể hiện sự coi trọng cao của Đảng nhà nước Trung Quốc dành cho quan hệ hai đảng hai nước Việt Nam Trung Quốc. Điều này cũng thể hiện tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đại sứ phạm sao mai khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi việc phát triển quan hệ với đảng nhà nước và nhân dân trung quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược bày tỏ sẽ tiếp tục cùng với phía trung quốc quán triệt thực hiện nhận thức chung của hai đồng chí tổng bí thư sẵn sàng cùng đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định và bền vững theo định hướng sáu hơn Cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đoàn Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau khi có thời gian tổ chức quốc tang vào ngày 25 tháng 7 năm 2024, đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Trong buổi tiếp ông Vương Hộ Ninh chiều 25 tháng 7 tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi điện chia buồn và Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân đến đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để viếng ghi sổ tang và phát biểu ý kiến đầy tình cảm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng việc ông vương hộ ninh với vai trò đại diện đặc biệt của ông tập cận bình dẫn đầu đoàn đại biểu trung quốc sang dự lễ quốc tàng thể hiện sâu sắc mối quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh tổng bí thư nguyễn phú trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc người đảng viên kiên trung có uy tín hiến dân chọn cuộc đời có nhiều công hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng tổ quốc và dân tộc việt nam luôn chăm lo vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới, đặc biệt là với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Ông Vương Hộ Ninh chuyển lời chia buồn sâu sắc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam, là người đồng chí thân thiết, người bạn vĩ đại của Trung Quốc, đã có nhiều đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước. Khẳng định đây cũng là đánh giá đại diện của toàn bộ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và 1,4 tỷ người dân Trung Quốc. Sự ra đi của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là sự tổn thất to lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam mà còn là sự mất mát đối với Trung Quốc cũng như sự mất mát đối với sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Hai bên đánh giá cao những phát triển tích cực, vượt bậc của quan hệ hai đảng, hai nước trên cơ sở nhận thức chung và thỏa thuận quan trọng giữa hai lãnh đạo cao nhất của Đảng. Hai nước nhất là sau hai chuyến thăm song phương mang tầm vóc lịch sử trong năm 2022 và năm 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày 19 tháng 7 do tuổi cao, bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang trong ngày 25, 26 tháng 7. Sau đó ông được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. 3 ngày 3 đêm hoàn thành bức chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ viếng ông thành quý sinh và ông mao vạn lý hai nhân sĩ hữu nghị hiện đang sinh sống tại tỉnh hà nam trung quốc đã đến đại sứ quán việt nam tại bắc kinh để viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng và tặng bức tranh chân dung tổng bí thư nguyễn phú trọng trên nền quốc kỳ và đảng kỳ việt nam phía dưới là nội dung lưu bút của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình khi đến viếng và ghi sổ tang tại đại sứ quán việt nam tại trung quốc vô cùng thương tiếc đồng chí nguyễn phú trọng lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc. Theo ông Thành Quý Sinh, ông cùng ông Mao Vạn Lý đã gấp rút hoàn thành bức vẽ chân dung Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 3 ngày 3 đêm bằng tất cả sự yêu quý và thành kính để kịp mang lên Bắc Kinh tặng tại lễ viếng. Đặc biệt, nhiều cơ quan, bộ ngành, địa phương và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, đại diện đoàn ngoại giao tại Bắc Kinh và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tiếp tục đến đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để viếng và tưởng niệm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lạng Sơn đề xuất mở thêm tuyến đường bộ nối cửa khẩu Trung Quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn số 1011 UBND KT đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung tuyến vận tải hàng hóa đường bộ quốc tế Việt Trung trên địa bàn. Theo đó, trên cơ sở kết quả cuộc hội đàm thường niên lần thứ 14 về công tác vận tải đường bộ quốc tế giữa đoàn đại biểu Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn và đoàn đại biểu Ti Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Tây Trung Quốc ngày 21 tháng 3 năm 2024 và cuộc hội đàm giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh với chính quyền huyện Ninh Minh tại cửa khẩu Ái Điểm huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, hai bên đã thống nhất chính thức triển khai quản lý hoạt động vận tải quốc tế Việt Trung tại cặp cửa khẩu Chima Việt Nam, ái điểm Trung Quốc từ ngày 2 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, tại cặp cửa khẩu này mới được Bộ Giao thông Vận tải hai bên thống nhất đưa tuyến vào sâu lãnh thổ hai nước Hà Nội cửa khẩu Chima, cửa khẩu ái điểm Nam Ninh vào hoạt động chưa có tuyến khu vực biên giới giữa hai nước. Cùng với đó, hiện nay trung bình hàng ngày có khoảng 100 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu sang các bến bãi thuộc khu vực biên giới giữa hai nước, tuy nhiên chưa cấp được giấy phép loại C. Để tổ chức thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Trung qua cặp cửa khẩu song phương Chi Ma Ái Điểm, bảo đảm tuân thủ quy định tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại giữa hai bên khu vực cửa khẩu. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc bổ sung tuyến vận tải hàng hóa hành khách đường bộ thành phố Lạng Sơn cửa khẩu Chi Ma cửa khẩu Ái Điểm huyện Ninh Minh và ngược lại vào phụ lục 5 của nghị định thư thực hiện hiệp định vận tải đường bộ Việt Trung. Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nhiều quốc gia góp phần quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với nhiều nước trên thế giới, trong đó có các siêu cường, đặc biệt ông cũng định hướng phát triển quan hệ Việt Trung một cách vô cùng khéo léo. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022. Tại hội đàm chiều 31 tháng 10 năm 2022, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kịp thời trao đổi giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt Trung. Hai bên cũng đi sâu trao đổi về các lĩnh vực hợp tác thực chất nhất trí cần thúc đẩy mạnh mẽ nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ song phương. Về vấn đề biên giới, lãnh thổ, hai bên nhất trí tăng cường quản lý hiệu quả đường biên giới theo các văn kiện thỏa thuận ký kết giữa hai bên, thúc đẩy sớm vận hành thí điểm hợp tác du lịch tại khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc. Về vấn đề trên biển, hai bên cùng cho rằng đây là vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước, việc duy trì hòa bình ổn định trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của hai Đảng hai nước chiều 31 tháng 10 năm 2022, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì buổi lễ trao huân thương hữu nghị của Trung Quốc tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người kiên định duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Trung Quốc và Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng và là người định hướng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Hai bên đã ra tuyên bố chung gồm 13 điểm, khẳng định tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Những năm qua tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, bất ngờ, nhất là mâu thuẫn căng thẳng xung đột giữa ba nước lớn, Trung Quốc, Nga và Mỹ, ba đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, tổng Bí thư luôn đứng mũi chịu sào cùng tập thể lãnh đạo đưa ra quyết sách bản lĩnh thể hiện đường lối độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ của Việt Nam. Trong vòng 9 tháng, Việt Nam đã tiếp đón cả nguyên thủ Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Đó là dấu ấn nổi bật thể hiện bản lĩnh độc lập tự chủ sáng suốt nắm bắt thời cơ, cân bằng hài hòa quan hệ giữa các cường quốc hàng đầu vì lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời chứng tỏ với các nước lớn rất quan trọng quan hệ với Việt Nam. Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt-Trung theo đại sứ Hùng Ba, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển quan hệ việt trung là hạt nhân xây dựng lý luận và thực hiện đường lối ngoại giao cây tre linh hoạt mềm dẻo làm bạn với tất cả các nước mà đây là điều trung quốc nể phục theo đại sứ hùng ba tổng bí thư nguyễn phú trọng là người theo chủ nghĩa Mạc Lê lenin kiên định là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Trong hơn 10 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo đất nước Việt Nam tiến bước trên con đường chủ nghĩa xã hội, là nhà chính trị kiệt xuất, nhà lý luận vĩ đại của Việt Nam. Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng với thái độ không khoan nhượng và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân Việt Nam yêu mến tin tưởng. Những năm gần đây, Việt Nam thực hiện chính sách ngoại giao cây tre linh hoạt về mặt sách lược trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ tích cực phát triển quan hệ hữu nghị và các nước trên thế giới dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng công tác đối ngoại của việt nam đã giành được thành tựu quan trọng với ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng nước lớn và các nước đối tác hữu nghị truyền thống kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương theo đại sứ hùng ba tổng bí thư nguyễn phú trọng có dấu ấn quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ việt trung trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã xác lập định vị mới cho quan hệ song phương, nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của đảng cộng sản trung quốc và nhân dân trung quốc người đã kế thừa và phát triển mối tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai đảng hai nước trung quốc việt nam với ba chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử với tổng bí thư tập cận bình việt nam trung quốc cùng nhau phát triển quan hệ hai đảng hai nước trong thời đại mới tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai đảng hai nước việt trung Nói tóm lại, vai trò của Việt Nam trong ASEAN và tại Hội đồng Bảo an đã nâng cao tầm vóc của đất nước một cách đáng kể. Gần đây, ba nhà lãnh đạo quan trọng của thế giới đã đến thăm Việt Nam: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Điều này phản ánh sự thành công của chính sách ngoại giao cây tre, cũng đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các quốc gia, từ đó cải thiện mối quan hệ giữa con người với con người và phát triển con người nói chung. Như vậy, sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Trung Quốc đã có những hành động cụ thể như sau thể hiện vai trò và mối quan hệ khăng khít tình anh em giữa hai quốc gia. Một, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng. Hai, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh làm trưởng đoàn dẫn đầu đoàn Trung Quốc vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia. Ba, nhân sĩ Trung Quốc hoàn thành bức chân dung Tổng bí thư còn các bạn có suy ngẫm gì về chủ đề sau khi tổng bí thư nguyễn phú trọng mất trung quốc đã làm điều này bạn muốn pkt làm về tiểu sử người nổi tiếng hay chính trị gia nào cùng để lại bình luận bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử người nổi tiếng mỗi ngày trên pkt